cái con ở đầu xe đấy, em tiến lên hết cái đầu cày. Chào mừng toàn bộ bà con là trở lại với Facebook của cơ khí cày chảo Vũ Hải ngày hôm nay. Cuối chiều rồi, anh em lại tiếp tục bố trí cho những cái dàn cày chảo lại lên đường về với bà con Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình. Giới thiệu cho anh em luôn một dàn vạch hàng 7 mũi chuyên để làm ngô. Đấy, một trong hai con này. Chơi luôn con đầu tiên này đi cho nó gọn. Để tớ ra tớ cầu. Hả? Em chào tất cả mọi người nhá. Niềm vui của em là được cầm cái chiếc điện thoại quay cho anh em những cái sản phẩm hàng ngày được ra lò. Buộc chỗ đấy nó ghé cày lắm, buộc vào khung cái to này này, nó lại lộn ngửa lên. Chào Đình Văn nhá. Em chào anh Nguyễn Tuân, cây kiểu mới là cây gì ấy nhỉ? Có hết rồi, vào cửa xưởng lấy luôn.
Em về một dàn cày 6 chảo, hàng siêu lướt này, khung dày dặn chắc chắn, hàng đẹp này. Anh em có nhu cầu thì alo cho em nhé. 6 chảo đường kính chảo là 560. Dàn còn đẹp lắm. Đó. Giá thì cực rẻ thời điểm này. Dàn này hiện tại mới đét, là đang có giá là dao động từ 13.500.000 đến 15.000.000 đồng. Đấy, anh em nào thích thì alo cho em, giá bằng nửa cày mới thôi. Mà dàn thì lại còn xuất sắc luôn. Đấy, lỗ chưa mòn. Chưa một, gần như là mới gọi là mới một lần chạm đất thôi. Em về chưa kịp vệ sinh nhưng mà tất cả khá ổn. Mới về đầu giờ chiều nay này. Đó. Em còn một dàn nữa nhé. Em mới về mới có phay này. Một con 1m503. Này. Một con 1m4 này, 1m53, 1m4 này. Con này em chốt cho khách rồi này. Chờ đẹp thì lên nhé. Một dàn phay của Isaki, nồi đồng cối đá này. Dàn cày 7 chảo này. Em kết thúc livestream tại đây đó. Nay người nó cũng mệt mệt. Đi thâu đêm suốt sáng về. Người đuối luôn.